bạn nha, mình là Kemi nè. Trước khi bắt đầu video này các bạn nhớ để lại cho Kemi một like share nha. Ồ, mấy bạn thấy Kemi đang làm gì không? Kemi đang ăn xin trong cái ngôi làng này, không biết ngôi làng gì nữa. Nãy Kemi đi ngang thấy ở đây đông đông cho nên là Kemi tấp vô nè, không biết nay làm ăn được gì không nữa. Ủa, ai, gì mệt quá, về nhà thôi. Ủa, gì vậy? Khách đầu tiên à, cho em xin vài đô được không? Sao làng mình có con bé ăn xin nhìn tội nghiệp quá vậy trời. Dạ, em đói bụng quá, sáng giờ em chưa ăn gì hết trơn á. Anh có tiền không, cho em xin tiền em mua đồ ăn ăn được không anh? Đây đây đây, anh cho miếng thịt mới mua cho em nè. Wow, anh cho thịt bò em luôn hả? Ôi trời, thịt bò mấy bạn, lâu rồi mình chưa ăn thịt bò hơn. Anh cho thêm 5 đô nữa nè. Đó, lấy gì mà mua đồ ăn đủ đây nha. Đô sao? Đây, anh thật là tốt bụng, em cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, sáng sớm mà mình được khách cho tiền như vậy là quá vui mừng rồi mấy bạn ơi. Rồi vậy thôi anh đi đây, bye bye. Dạ, cảm ơn anh Hồng nhiều nha. Bò này ăn mới được, nhằm 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 ước gì ngày nằm cũng gặp được khách tốt như vậy nha mấy bạn. Trời ơi, chị ơi, con nghe tiếng từ xa. Ôi, hình như không nói sao sao chào chào cô nha. Có tiền không cho con xin miếng tiền đi con. Có nhà cửa hết trơn ngoài đây lạnh lẽo quá. Dạ, ta xin lỗi con, ta là một bà sơ không có tiền. Bà sơ sao? Hình như bà sơ là ở trong mấy cái mấy cái nhà thờ rồi này kia là hay nhận nuôi những cái trẻ mồ côi lắm mấy bạn. Nhưng mà không sao, ta có tấm lòng bao dung cho nên là sẽ nhận nuôi con. Nó đi không? Nhận nuôi con luôn sao? Nhà của ta rất là ẩm ủng đó, cháu có chịu không? Wow, bà sao nói là sẽ nhận nuôi mình ở nơi đó ấm cúng thì có người nhà dù gì cũng đỡ hơn là mình ngồi ở ngoài đường mình không có nhà cửa đúng không mấy bạn? Dạ không dạ vậy dạ. Cho con qua nhà của bà sơ nha, mừng quá mẹ coi trời, cuối cùng mình có người nhận nuôi rồi. Từ từ mình tây ngàn nhưng mà mình không quên bỏ của được mấy bạn rồi đó đó đó, mình phải lên đồ lại chứ không biết bỏ của mình cả. Con đi mấy sau lưng nè. Yeah, mình tới cho bà sơ. Wow, cái nơi này to kinh khủng luôn, cái ngôi đền của cái bà hồ sơ đang ở to quá khủng khiếp luôn mấy bạn ơi. Hả, là nhà thờ của ta đó. Nhà thờ của bà, trời ơi mình lộn mấy bạn ơi. Wow, to kinh khủng. Ở đây có cái ngôi nhà nhỏ riêng nữa nè. Ở đây là nơi nào vợ, sao ở đây khóa cửa mất tiêu rồi? Ôi, con không được vào cái ngôi nhà nhỏ đó. Ngôi nhà nhỏ đó là bị bỏ hoang rồi, không có sử dụng đâu. Bị bỏ hoang hả? Dạ được, vậy con thấy không có qua bên ngôi không nhà được nhỏ vào đó nghe chưa? Dạ thấy rồi. Wow, nơi này to thật sự luôn mấy bạn ơi, mình không ngờ luôn á. Nhà thờ này to thật đó, nhưng mà chỉ có một mình ta ở thôi, không có nhiều lương thực đâu. Bây giờ con vào đây ở thì con phải phụ giúp ta. Phụ giúp bà sao sao? Đương nhiên rồi, con ở trong đây con phải phụ giúp bà chứ. Lẽ sao, lẽ con vô đây con nằm ở không? Wow, nhưng mà to thật rồi, giỏi. Ở đây giỏi thật sắc không luôn mấy bạn ơi. Ui ui ui, ở đây có cái bàn ăn nè. Ở trên lầu, trên lầu, đây lầu là có nhà lầu bếp. Dạ, để con lên lầu. Ở đây hình như là mấy cái kinh sách, nhưng mà hình như là nó bị sao sao mà mạng nhà nó tùm lum vậy bà. Ba ơi, cho nên là ta không có dọn dẹp. Dạ, vậy để một lát nữa con dọn dẹp giùm nha. Ôi, ở đây là phòng ngủ của con vậy bà đúng không? Đúng vậy, đây là phòng ngủ của con. Mình có phòng ngủ, trời ơi, mình lần đầu tiên có một nơi ấm cúng như vậy để mình ở luôn mấy bạn ơi. Bây giờ con mời đồ với ta hai đồ cho con, cho giống hai đồ sao? Dạ được, dạ được. Mua đồ đó cũ lắm rồi đó. Dạ được. Wow, mình đã trở thành một ba sao siêu mini. Trời ơi, mình cưu tay mấy bạn, cưu tay cầm mà gái cầm anh phía dưới cho kìa mày biết nha. Trời ơi, ngồi cái áo được này rồi. Không nắm gì đâu luôn á. Bây giờ thì con phụ ta được chưa? Phụ bà sao á? Dạ được, dạ được. Bây giờ con bắt tay với phụ nha, để con đi kiếm cái đây nè. Dạ, con chọn hết cái đống mạng nhện này nha. Quay, dọn mạng nhện này. Dạ được. Trời ơi, việc này là nhưng việc mà của con nghe này. Hãy cẩn thận đấy, đây là kinh sách quý của ta, đừng có làm hư hỏng nó. Dạ dạ, con biết rồi, con sẽ cố gắng dọn dẹp nó. Được rồi, vậy ta đi nha. Mình dọn dẹp sạch bách luôn cho bà sơ, bà cảm thấy nhận mình là một điều xứng đáng các bạn ơi. Ui, dọn, còn mấy cái nữa là xong rồi. Trời ơi, mấy cái này là dễ ợt luôn. Trời ơi, mấy cái này là dễ ợt luôn. Ôi, trời ơi, chết rồi, mình lên làm ngã cái tủ sách rồi. Cái gì vậy hả? Dạ, bà sơ ơi, chết, mình gặp mấy bạn rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Trời ơi, bà sơ, con xin lỗi bà sơ nhiều. Con lỡ làm ngã cái tủ kinh sách của bà rồi, con xin lỗi nhiều, con không có cố ý. Tại sao lại như vậy nè? Gì vậy? Gì sao thế này vậy? Lỡ rồi. Được rồi, phụ ta thở lên. Lần này con rút kinh nghiệm nha. Dạ, con biết rồi, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Thôi, rồi con đỡ lên con đó. Trời ơi, mấy bạn ơi, tự nhiên nhộn bà sơ mấy bạn.
là chị nghe gì nhớ thôi. Nhưng mà chị... Dạ, dạ hồi nãy là chị tức giận một xíu thôi. Nhưng mà không sao. Lần dạ, đầu, dạ, con dọn nó lúc con nhỏ đây thôi là xuống đây ăn. Dạ, 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 con đứng trên đúng chỗ rồi. Ôi trời, sao tự nhiên mình cảm thấy hơi thấy bất ổn, sao sao mấy bạn ơi. Cuối cùng cũng dọn xong mấy bạn ơi. Hay, đói quá à. Không biết bà sao cho ơi. Dạ, con nghe nè bà sao, con dọn xong hết rồi. Hả? Giỏi lắm, nhưng mà hơi sơ suất, lần sau nhớ nha. Dạ, con nhớ rồi ạ. Bây giờ lớn rồi đi, ta có đồ ăn cho con đây. Wow, đồ ăn cho con sao? Ui ui, vô quá trùng hợp luôn, mình đang lớn đây nè. Món gì đây? Này là cái gì? Chúng xà lách sơ trong xà lách ơ. Trà chua cây thôi nha. Trời ơi, mấy món này ăn sao mình no được mấy bạn ơi. Dạ vậy con cảm ơn sơ nhiều ạ. Con ăn con mới ăn nên chua quen đó. Ăn đi, thôi đi việc đây. Có đậu hũ nữa. Ngon quá, nhưng mà mình vẫn còn đói mấy bạn ơi. Như đây sao mà nhầm nhò mình được. Hay da mình vẫn còn đói bạn ơi. Nhưng mà chắc là do mình lần đầu ăn chay cho nên là mình không có được no lắm. Nên mình coi tủ còn gì. Ủa sao trong tủ có hình thói thế này. Chắc là mấy con chuột tha vô thôi. Kệ đi, ăn đại cho đỡ đói mấy bạn ơi. Chứ mình đói quá à. Nhâm. Thôi chẳng ra ngoài đây mình kiếm gì chơi luôn. Chứ trong này chán quá. Ê, ngoài đây quá trời dâu luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, có đồ ăn vô bụng là đỡ rồi mấy bạn. Ui da, mấy cái chai này đầm đau quá. Nhưng mà sao sơ không hái mấy trái dâu này vô ăn ta. Mấy cái trái dâu này cũng là đồ chai mà. Kimmy ơi, con đâu rồi, con ăn xong chưa? Ôi dạ, con ăn xong rồi. Ui, mấy trái dâu lụm lụm nhầm con đâu rồi? Dạ, con đi nè, sao sơ, có chuyện gì rồi, à? Xong rồi, con thiệt cho con nữa nè. Đi có thiệt cho con nữa sao? Trời ơi, nghe hoặc là cảm thấy hoặc là bật lộn mấy bạn ơi. Chuyện gì nữa sơ? Đi ra đây. Dạ. Thầy ở sơ một cái đây một đạn heo luôn. Dạ đúng rồi, làm gì hả? Giúp ba cho nó ăn nha. Dạ được, dạ được. Đây vậy cho con xin cà gót để con cho heo ăn nha bà. Ủa nhưng mà sao sơm nhà mình ăn chay mà sao sơ nuôi heo để làm gì á? Con thắc mắc quá à. Thật ra là ta nuôi heo lấy phân bóng cây thôi. Chứ làm gì nuôi heo lấy phân. Ồ con hiểu rồi. Bây giờ để con chăm heo nha. Dạ con biết rồi, con ăn chay mình đi đây. Ôi chết rồi mấy con heo. Ôi mình quên đóng cửa là mấy nó đi ra ngoài rồi mấy bạn. Ăn đi vô lại đâu. Ôi sao không rồi. Trời ơi nó đi ra ngoài chân rồi sao vậy. Ôi để bắt mình vô lại mấy bạn ơi. Trời ơi sao tụi bay không vô đây. Tụi bay đi đâu vậy. Ôi sao không rồi mấy bạn ơi. Mấy con heo nó bỏ ra ngoài hết luôn rồi. Ôi chị con nghe chị chứ. Bà sao ơi. Bà sao ơi con xin lỗi. Con quên đóng cửa. Mấy con heo nó ra ngoài hết trơn rồi. Sao vậy. Con chăn heo ơi con thông dọn sách. Chết rồi bà sơ bà nổi giận giống như hồi nãy. Mấy bạn ơi chết mình rồi. Con thật lỗi bà. Con không nghe. Con làm gì con phải cẩn thận đi không. Giờ thì bắt cái ơi. Dạ không biết đâu con xin lỗi. Dạ còn để con dẫn tụi nó vô. Không được tái phạm nữa. Dạ con biết rồi mình lỡ phạm sai lần hai rồi mấy bạn ơi. Con xin lỗi sơ nhiều. Bây giờ nhiều quá sơ bắt vô mụ con nha. Bà lạnh lùng bà bỏ vô luôn mấy bạn không. Mụ mình bà lành đạn vậy chứ. Nhằm mắt dễ sinh đôi bạn ơi. Ây da mình ngủ không có được. Gì đi. Hôm nay bắt được con đứa này rồi. Để nó không cần xử lý con nhỏ kia. Nhỏ kia để nó làm nó về cho mình cũng được. Chết chết bà ơi. Chứ cái này là ma sơ mấy bạn ơi. Đúng như những gì mình nghĩ từ lúc mình chơi đây mấy. Có gì đó không ổn mà. Bà ma sơ lại bắt cái tên bạn nó đi đâu vậy. Đâu rồi. Ôi hình như cái cửa nó đang mở khóa mấy bạn ơi. Đúng rồi cái chỗ đó là cái chỗ mà bà sơ nói là chỗ đó nó là khóa mà nó đâu có vô được. Bây giờ ta nghĩ là nên coi còn đứa nhóc nào lạc ở trong đây nữa không ta bắt hai đứa luôn. Chết rồi mấy bạn ơi. Mình phải tìm cái mình thoát ra khỏi đây. Mình phải đi cứu cái bạn đó nữa. Chết rồi bây giờ mình phải thoát con ra đây sao giờ. Mình phải chạy thoát khỏi đây mấy bạn ơi. Nãy bà nói mình chỉ là nô lệ ở trong đây thôi. Nếu như một ngày nào đó bà không bắt được trẻ em bà ăn thịt là bà ăn thịt mình đó. Chạy kiếm được không. Từ mấy bạn ơi chứ không mấy là bà bắt mình đó. Từ hình như là ở dưới bếp có cây búa mấy bạn ơi. Được rồi để mình lấy cây búa đây được. Đây. Bây giờ mình sẽ chặt để được mình tẩu hết chứ không mấy là mình đi cửa chính là bà biết mình đó. Chặt chỗ này ra mấy bạn ơi để chạy ra ngoài. Mà hy vọng là bà không có đỡ hướng này mấy bạn. Hình như là bà đi rồi. Cái cửa này bà đi đâu mất tiêu rồi. Như là bà kiếm một nước khác á. Từ hồi bây giờ mình đi chặt.
bạn nào vậy? Sao nhìn mặt đồ ba sơ? Không, không, mình không có hại bạn mình. Mình không hại bạn mình, chỉ là một đứa nhóc bị bà sơ bà dụ vô rồi à. Mình không hại bạn đâu, mình hề. Mình giúp bạn. Bạn tới đây để làm gì? Mình uống chảy hết rồi, vô này nguy hiểm quá. Nhưng mà bây giờ mình không chạy, không có cách nữa. Ý chết rồi, bây giờ mình không chạy hót được đâu. Khu vực này là khu vực của bà Ma Sơ đó. Bà ngược theo mình đánh thôi. Mình phải tiêu diệt bà mới được. Tiêu diệt bà sao? Làm sao để tiêu diệt được bà? Mình có cách này nè. Lại đây, mình nói nhỏ nè. Gì vậy? Tại sao cái cửa mở ra rồi? Ui, bà Ma Sơ kìa rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ theo kế hoạch, mình sẽ dụ qua bộ đây. Lê lê lê, bà Ma Sơ như ngu ngốc. Tôi đã hẹn bà bạn của tôi ra rồi. Mày dám vô đây. Ừ, bà cầm cái quốc bên đây ngưng. Từ lâu mới dụ quay. Rồi, bây giờ mình leo lên đây. Theo cái mặt này sẽ leo lên đây. Bây giờ mình sẽ bê cái gương này. Bê cái gương này lên. Đắp lại. Ui, bà có leo lên đâu đi. Bà lú cái đầu mới lên chưa kịp lên. Các bạn ơi, được rồi. Bây giờ mình sẽ chạy ra đây mình tẩu hết. Ui, bạn kia dụ được bà Ma Sơ rồi. Làm tốt lắm. Bây giờ là tới lượt của mình nè. Mình phải chặn cửa lại để bà ta không ra được. Nhanh lên. Ây da. Ây da. Yeah, xong rồi. Bà bấm cái cửa này đi xuống nha. Ê, bạn không ra được chưa? Tôi ra được rồi nè. Bà ê, ba ta rồi. Bây giờ thì ui, sao rồi hả? Bây giờ sao nữa vậy? Đúng rồi, bây giờ tới lượt các bạn nè. Wow, có cái ông này đốt sao được rồi. Bây giờ mình sẽ đốt cái này mấy bạn ơi. Trời ơi, trời, cái ông này nó đẹp ăn thịt người đó. Mình đang làm gì chính nghĩa thôi mà. Con nhỏ chết tiền, đủ nhau đủ ba dâm đồ ta. Ê, bà chết cháy rồi, đậu rồi, chạy bà đi. Giờ bỏ chạy ra lên đi, trời ơi, trời ơi, quá mê bán rồi. Ok các bạn ơi, bên đây mình cũng phải đi kết.